Nico lưu lạc bốn phương, đi khắp Tây Tạng và coi tất cả chúng sinh như con ruột của mình. Một số người nói rằng khi họ lần đầu tiên nhìn thấy bà ấy, trái tim họ đã tan chảy với sự thuần khiết và vẻ đẹp của bà. Vẻ đẹp ở đây không phải là vẻ đẹp bề ngoài, mà chính là nguồn năng lượng tích cực mà bà ấy mang lại. Không khó khăn nào có thể ngăn nổi bước chân của bà ấy. Đối với bà Annie Risang, tất cả chúng sinh đều quý giá như con của mình. Vì vậy bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với người khác và sinh con. Bà ấy tên là Annie Risang, một nữ tu sống cuộc đời như bao nữ tu khác trên vùng đất Tây Tạng. Một nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn nổi tiếng Hamid Sara đã tiết lộ hành trình dài và gian khổ của Annie Risang. Một ni sư đã đi xuyên bộ qua vùng đất rộng lớn của Tây Tạng để đến một tu viện xa xôi qua một bộ phim tài liệu. Trên đường đi, bà ấy đã nghe được những lời minh triết từ những bậc thầy có nhiều kinh nghiệm tu hành. Bà Annie Risang cũng đã viếng thăm nhiều ngôi đền nổi tiếng. Theo một truyền thuyết lâu đời rằng, địa hình cao nguyên xứ Tây Tạng có hình dạng của một ma nữ đang nằm rất ác độc, chuyên ăn thịt người, nhằm trấn yểm và ngăn chặn thần lực của ma nữ La Sát tung tràn lên thế gian. Người Tây Tạng đã xây các tu viện Phật giáo tại những điểm yếu huyệt của con ma nữ này. Người ta nói rằng tuyến đường mà bà đang đi nhắm đến những tu viện yếu huyệt này. Điểm dừng chân đầu tiên của bà là thị trấn Nha Trân, điểm yếu huyệt trên vai của ma nữ, cũng là nơi tập trung của các bậc thầy yogi. Annie Risang ban đầu dự kiến đến thăm một bậc thầy yogi ở đây, nhưng không may người này đã qua đời vài tuần trước. Một số lượng lớn các tín đồ đã tập trung tại đây để bày tỏ lòng thương tiếc với bậc thầy yogi này. Và thế là bà Annie Risang vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trên đường đi, bà đã hái một vài loại hoa để ăn. Đây là một phương pháp kéo dài tuổi thọ của người Tây Tạng cổ xưa. Sau một quãng đường dài, bà Annie Risang đã đến được chùa York Hang. Nơi đây có rất nhiều tu sĩ, nhưng bà cảm thấy nơi này không còn giống như một ngôi chùa, mà giống một trường đại học hơn, vì quy chế mới bắt buộc các tu sinh phải học tiếng Trung Hoa. Nhưng ni sư đã lớn tuổi, khó học ngoại ngữ như những người trẻ. Vì vậy, sau một thời gian ngắn viếng thăm ngôi chùa này, bà Annie Risang đã rời khỏi Tây Tạng và tiếp tục hành trình đến chùa Sư Tò. Nơi này hiện có hơn 50.000 nhà sư tu học mỗi ngày, và bà được dẫn đến thăm một đạo sư ở đây. Vị đạo sư nói với bà rằng hiện nay ngày càng có nhiều người trở nên giàu có nhưng thiếu thốn về tinh thần. Hạnh phúc của một người phụ thuộc vào hạnh phúc của tất cả mọi người. Đây là cách một hành giả giác ngộ nhìn thế giới. Bà Annie Risang quan sát thấy có khoảng hơn 10 nữ tu đang cùng nhau ngồi thiền trên đỉnh núi. Những người ở đây nói rằng họ đã thiền định tại đó trong một thời gian dài và có thể nhìn thấy được họ đã có sự thay đổi lớn. Trạng thái tinh thần trở nên rất điềm tĩnh so với trước đây. Bà Annie Risang cũng theo chân họ đến vách đá để thiền định. Để vượt qua đoạn đường này, bà phải vượt qua một con sông lớn, những ngọn núi đầy bão cát và cuối cùng bà đã đến một hồ nước linh thiêng. Khi đến hồ nước này, bà ấy linh cảm rằng mình sắp được gặp một vị yogi tuyệt vời. Quả thật như vậy, vị yogi với bộ râu và tóc dài tự nhiên, có phần xòe xòa trước mặt bà ấy, được dân làng gọi là vị thánh điên. Bà Annie Risang đã xin ông ấy một số lời khuyên về thực hành tâm linh. Nhưng vị yogi này chỉ nói rằng, cốt lõi của con đường này là coi tất cả chúng sinh như những đứa con của mình. Cả hai người cùng chìm vào không gian tĩnh lặng. Sau đó bà Annie Risang đưa ra một vài câu hỏi, mong nhận được thêm lời khuyên từ ông ấy. Nhưng yogi đã nhắm mắt lại và không nói một lời nào. Sau đó vị yogi đưa Annie Risang đến hồ nước và cùng nhau cúng dường. Ông đã nói với Annie Risang rằng nếu bà không sở hữu bất kỳ vật nào có giá trị thì họ sẽ có thể tưởng tượng viên đá như một viên kim cương mà cúng dường. Từng chút một, rồi cũng sẽ tạo nên một bức tường. Bây giờ dù bà chưa hiểu cũng không sao. Annie Risang chỉ có thể từ từ hiểu mấu chốt thông qua lòng trắc ẩn của chính mình. Dù tâm là trống rỗng, nhưng nhận thức sâu sắc luôn hiện diện. Trong cuộc trò chuyện này, vị yogi đi trên tuyết bằng đôi chân trần của mình. Và trong suốt quãng đường đi, ông đã chia sẻ với Annie Risang rất nhiều chân lý sâu sắc, khiến bà vô cùng cảm động.
ông ấy cũng thể hiện kỹ năng yoga nội hỏa của mình bằng việc cởi trần để ngồi thiền dưới thác nước, nhưng vẫn không cảm thấy lạnh. Sau cuộc gặp gỡ, vị yogi bắt đầu một cuộc hành hương ngược hướng với bà Annie Risang. Theo truyền thống độc đáo, tam bộ, ngũ thể, nhập địa của Tây Tạng, vị yogi này cứ đi ba bước lại bái lạy một lần sát mặt đất bằng toàn thân, và sẽ bái lạy như thế suốt hàng ngàn cây số đến El Hasa. Ông cũng không nhận tiền cúng dường của dân làng lúc khởi hành. Sau khi từ giã vị yogi này, bà Annie Risang tiếp tục một cuộc hành trình đi về hướng đông. Bà ấy đã đi bộ hàng ngàn km, nhưng đích đến vẫn còn rất xa. Với sức mạnh tuyệt vời, bà Annie Risang đã leo hết ngọn núi tuyết này đến ngọn núi tuyết khác. Cuối cùng, sau bao gian khổ, bà ấy đã đến được nơi mà mình mong muốn. Đó chính là một ni viện rất yên tĩnh. Căn phòng nhỏ được đào sâu vào hang động này là nơi thiền định của nhiều vị ni sư. Ni viện của họ nằm ở một nơi hẻo lánh, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, và chỉ dùng để tập trung vào việc tu tập. Họ dựa vào việc trồng trọt, chăn nuôi gia súc để tự nuôi sống bản thân và sử dụng chất thải của bò làm nhiên liệu đốt. Tất cả những ni sư ở đây đều đồng loạt thực hành thiền định theo nhóm bằng cách thấm ướt tấm trải giường và mặc vào. Sau đó xếp hàng ngoài trời gió lạnh để làm khô tấm trải giường bằng hơi nóng của chính họ. Công việc này sẽ được thực hiện 4 lần một ngày. Tại tu viện, bà Annie Risang đã được tu viện trưởng chia sẻ rất nhiều về những tác dụng của thiền định. Trong đó, những học viên thành công có thể kéo dài tuổi thọ của họ mà không bị nhiễm bệnh. Những ni sư này sẽ không ngủ trên giường mà ngồi thiền. Thông qua việc kiểm soát hơi thở và các bài tập đặc biệt, họ có thể thiền định liên tục từ ngày này qua ngày khác. Sau đó họ sẽ có khả năng làm chủ năng lượng và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Cơ bản đầu tiên là phải thành thạo yoga về sức nóng kỳ diệu. Sau đó chứng minh bằng cách đi dạo quanh tu viện trong thời tiết đóng băng, khi chỉ mặc trên người một lớp áo mỏng manh. Người ta nói rằng một người thành tựu vĩ đại có thể tu luyện thành pháp môn hóa thân thành cầu vồng. Tuy được nghe những lời giáo pháp hữu ích ở tu viện trên núi đá, nhưng bà Annie Risang vẫn tiếp tục cuộc hành trình đến các tu viện khác được xây trên các yếu huyệt của ma nữ. Bà đi khắp nơi làm nhiều việc tốt cho mọi người mà không mong cầu gì về mình. Bà Annie Risang đã đi tu từ năm 23 tuổi, cho đến bây giờ bà đã 55 tuổi và vẫn tiếp tục vì lợi ích của chúng sinh. Không ai biết bà sẽ tiếp tục như thế này trong bao lâu. Có thể giống như bà đã nói rằng sẽ từ bỏ mọi nỗ lực để đạt được những vật chất bên ngoài, bằng cách tìm thấy cảnh giới trong nội tâm và ở đó chỉ để quan sát mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên. Không giống như những đau khổ trần tục, những khó khăn mà Annie Risang vượt qua này đưa bà đến gần hơn với trí tuệ để nhận ra bản chất thật sự của mình. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Ông lão một chân hành hương quanh cung điện Potala mỗi ngày, cầu nguyện cho hạnh phúc của tất cả mọi người. Người hành hương truyền cảm hứng nhất Tây Tạng. Người đàn ông này được gọi là người hành hương truyền cảm hứng nhất ở Tây Tạng. Dù chỉ có một chân, nhưng ông ấy thật sự có một trái tim rất ngoan cường. Mỗi ngày, ông đều hành hương quanh cung điện Potala. Là một người khuyết tật vô gia cư, điều duy nhất khiến ông ấy cảm thấy hạnh phúc đó chính là cầu nguyện cho tất cả chúng sinh được phước lành. Mặc dù không có nguồn thu nhập ổn định, nhưng ông không bao giờ ngửa tay xin người khác. Nếu những nhà hảo tâm có lòng tốt muốn bố thí, ông ấy sẽ nhận và chỉ sử dụng một phần để mua số thức ăn đạm bạc. Phần lớn số tiền còn lại sẽ được ông chia sẻ cho những người nghèo khổ khác, hoặc có khi tặng lại cho tu viện. Mặc dù vẫn nhận ân đức từ mọi người, nhưng ông ấy không nghĩ rằng mình cần nhiều của cải vật chất hơn, và tin rằng bằng cách quyên góp số tiền mình được bố thí cho tu viện, bản thân sẽ giúp được nhiều người còn khó khăn hơn cả mình. Vị khách hành hương này tên là Gushang, năm nay 50 tuổi. Ông bị tật ở chân từ nhỏ do một căn bệnh và phải sống với ngoại hình tàn tật cho đến suốt đời. Vào một ngày năm 2004, ông Gushang phải phẫu thuật cắt bỏ một chân do mắc phải bệnh lạ. Gushang xuất thân từ nhà nông. Trước kia khi cha mẹ ông còn sống, họ là những người nông dân chân chất. Nhưng sau khi cha mẹ mất, ông Gushang chỉ có một mình và trở thành người vô gia cư. Một ngày nọ, có một vị khách mang bánh mì và nước lọc đến tặng Gushang, và ông đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến vị khách ấy sau khi nhận quà.
Trước khi uống nước, ông ấy dâng nước lên Đức Phật trước rồi mới bắt đầu uống. Đối với những du khách muốn quay lại video về mình, ông Ngư Sang tỏ ra hơi ngại ngùng và mong du khách đừng quay video quá nhiều, bởi ông cảm thấy rất bối rối khi đứng trước ống kính. Một người khách đã trả lời rằng vì Ngư Sang cố gắng cầu nguyện cho mọi người trên thế giới nên họ cũng muốn cả thế giới biết đến ông. Khi nghe được những lời này, ông Ngư Sang vui vẻ mỉm cười và trả lời họ rằng việc này không cần thiết, bởi ông chỉ đang làm cho người khác những gì mình có thể làm. Nhiều vị khách khác tỏ ra khá quan tâm đến ông và hỏi chân ông có đau không khi mỗi ngày phải liên tục hành hương quanh cung điện chỉ bằng một chân. Ông Ngư Sang trả lời một cách điềm tĩnh rằng mình đã quen rồi. Ông đã làm việc này được 10 năm và không còn cảm thấy đau nữa. Điều duy nhất ông có thể làm để thấy bản thân mình thực sự sống có ích là cầu nguyện cho tất cả mọi người được hạnh phúc, cầu nguyện cho thế giới không còn chiến tranh và bệnh tật. Ông đã bày tỏ lòng mình với một thái độ đầy chân thành và nhân hậu. Một số người cũng thắc mắc rằng, đối với những thứ nhận được từ người khác, vì sao ông không giữ lại cho riêng mình mà quyên góp tất cả cho tu viện? Ông Ngư Sang thẳng thắn trả lời rằng, mình còn rất khỏe mạnh và chưa có ngày nào phải chịu đói. Cuộc sống đối với ông như thế là đủ. Đôi khi ông vẫn rất buồn lòng vì khiến mọi người lo lắng cho mình. Ông Ngư Sang cảm thấy biết ơn những gì mình đang có và chỉ một lòng cầu nguyện cho hạnh phúc của người khác. Khi ông cầu nguyện cho người khác, trái tim ông hướng về hạnh phúc và cảm thấy ngập tràn niềm vui. Khi nhìn bộ quần áo ông mặc trên người đã khá cũ, một vị khách có lòng hảo tâm muốn đưa ông đi mua một bộ trang phục mới. Nhưng ông Ngư Sang đã từ chối lời đề nghị này. Ông ấy nói rằng mình mặc đã quen, không cần mặc quần áo nặng. Dù là mùa hè hay mùa đông, ông cũng không cảm thấy nóng hoặc lạnh. Đối với lòng tốt của mọi người, ông nói rằng có rất nhiều người giỏi hơn và cũng có nhiều người cần được giúp đỡ hơn ông ấy. Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy giúp đỡ những người đó. Cuối cùng, dưới lời mời nhiệt tình của vị khách, ông Ngư Sang cũng đã đồng ý đến một nhà hàng để ăn tối. Vị khách gọi một suất cơm cà ri cho ông, nhưng ông Ngư Sang lại ngồi trong một góc phòng với bộ dạng rất khiêm tốn vì sợ làm bẩn ghế ngồi của nhà hàng. Trong khi họ đang ăn, một người ăn xin bước vào nhà hàng. Ngư Sang đã hào phóng đưa tất cả số tiền mình có trên người cho người ăn xin mà không do dự. Sau đó vị khách tạm biệt ông Ngư Sang và lặng lẽ đi mua cho ông hai bộ quần áo mới. Nhưng khi quay lại, anh ta đã phát hiện ông đã biến mất. Sau khi lang thang tìm kiếm khắp các ngõ ngách, cuối cùng vị khách cũng tìm thấy Ngư Sang trên chiếc xe ba bánh ở một góc đường. Anh đã đề nghị ông Ngư Sang thử quần áo trên chiếc xe ba bánh của mình và còn đưa cho ông 200 nhân dân tệ, nhưng Ngư Sang nhất quyết không nhận. Cuối cùng, dưới sự chân thành của vị khách, ông quyết định chỉ nhận 100 nhân dân tệ. Sau đó, ông Ngư Sang lái chiếc xe ba bánh đến một ngôi chùa gần đó và quyên góp phần lớn số tiền của mình vào nơi này. Đây là việc làm thường xuyên của ông. Đối với số tiền được các nhà hảo tâm bố thí, ông thường quyên góp đến 8 phần cho các tu viện, chỉ giữ lại 2 phần để đảm bảo cuộc sống cơ bản nhất của mình. Rất nhiều người xem ông là một vị anh hùng trong thời hiện đại, đã dạy cho chúng ta nhiều bài học quý giá về niềm tin, hy vọng và sự tận tâm. Nhà sư khổ hạnh hà khắc nhất Ấn Độ, mỗi ngày chỉ đi được 60 mét. Có lẽ bạn chưa từng thấy cuộc hành hương nào vất vả như thế này đúng không? Nhưng đây là việc hàng ngày nhà sư này vẫn làm. Đây có thể được gọi là nhà sư khổ hạnh nhất thế giới với cách hành hương rất vất vả và vô cùng hà khắc. Đầu tiên, ông đặt 108 viên đá trên đường. Sau mỗi lần vái lạy, ông ấy lấy một viên đá đặt phía trước cho đến khi lần lượt đặt hết 108 viên đá. Ông di chuyển chiếc đệm đến trước đống đá. Sau đó tiến hành thực hiện 108 bước trong cuộc hành hương một cách trang trọng, cho đến khi tất cả các viên đá được đặt hết về phía trước. Và cứ lặp đi lặp lại như thế, giống như đoạn đường ngắn trước mặt, để đi hết được một lần cần khoảng 20 phút. Và mỗi ngày, ông ấy có thể đi nhiều nhất là 50 đến 60 mét. Nhưng mục tiêu của nhà sư này lại là đoạn đường dài 20 km. Điều này cũng có nghĩa là ông ấy sẽ mất ít nhất 10 tháng để hoàn thành chuyến hành hương dài 20 km này.
Hôm nay Tâm Linh Cuộc Sống mời các bạn cùng xem cách nhà sư này tiến hành để biết cuộc hành hương của ông khắc nghiệt như thế nào. Đầu tiên, ông đặt một số rào chắn bên đường để ngăn các phương tiện giao thông có thể đâm vào ông ấy. Điều này cũng có nghĩa là ông phải di chuyển những vật cản này và di rời chúng cách ở một khoảng cách nhất định. Những người ở đây sẽ không có ai ngăn cản ông vì đã cản trở giao thông, mà ngược lại, có một số người còn tự nguyện hỗ trợ ông di chuyển các vật cản. Ngay sau khi những tấm đệm đá chắn đường được sắp xếp xong, nhà sư này lập tức bắt đầu hành hương một cách trang nghiêm. Khi thực sự mệt mỏi, ông ấy sẽ chỉ nằm trên đệm. Tinh thần bền bỉ của nhà sư khổ hạnh này cũng đã nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người. Người dân nơi đây không một ai chế giễu ông, cũng không ai nhìn ông bằng ánh mắt khác biệt. Thậm chí có người còn chủ động xoa bóp cho ông đỡ mệt. Thỉnh thoảng có người còn mang thức ăn, nước uống, khăn tắm và chăn màn đến cho ông. Tại Ấn Độ, không khó để chúng ta bắt gặp những nhà sư tu hành khổ hạnh như thế này. Sở dĩ họ được gọi tên như vậy vì họ có lối sống khác biệt hoàn toàn với mọi người và có một tinh thần vượt xa những người thường. Những nhà tu hành này thực sự xa rời thế tục, không vướng bận bất kỳ điều gì. Được biết, một trong số những nhà tu hành khổ hạnh không chỉ có những người xuất thân nghèo khó, mà còn có phần lớn họ xuất thân từ tầng lớp tư sản, thậm chí là thượng lưu giàu có. Thế nhưng khi giác ngộ tín ngưỡng tôn giáo của mình, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi xa hoa phù phiếm, bỏ qua vật chất vì muốn tâm linh được giải thoát, đồng thời thoát khỏi nỗi khổ vô tận khi luân hồi. Khi người phỏng vấn hỏi nhà tu khổ hạnh tại sao ông lại thực hiện một cuộc hành hương khắc nghiệt như vậy, ông đã trả lời rằng mình từng bị tai nạn xe hơi vào nhiều năm trước và bị gãy nhiều xương sườn. Rất may ông vẫn còn sống sót. Cũng chính lúc đó ông nhận thấy rằng mình đã được tái sinh và ban cho một sinh mệnh mới. Vì vậy ông có mong ước rằng mình sẽ trở thành một nhà sư lỗi lạc để cống hiến cuộc đời mình cho thần linh. Cho đến một tháng trước, ông chợt nảy ra ý định cầu nguyện thần bằng một cách thành kính như thế này. Nhà sư này nói rằng đây sẽ là một hành trình cầu nguyện từ Govardhan đến Barsana với khoảng cách là 20 km, và ông đã thực hiện được 1/10 quãng đường này. Có thể thấy tay và chân ông đã đầy những vết sẹo. Nhà sư khổ hạnh này nói rằng ông biết quãng đường còn lại sẽ rất khó khăn, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Hành trình hành hương tới Barsana vẫn sẽ được ông kiên trì thực hiện. Bên một dòng sông băng ở Tây Tạng, một tỳ kheo ni đã sống cô đơn suốt 28 năm. Có một vị ni sư sống tại tu viện bên cạnh một dòng sông băng ở Tây Tạng. Bà đã tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới trong nhiều thập kỷ và cống hiến hết mình cho việc tu tập ở đó. Vị ni sư này tên là Sang Yi Doma. Bà xuất gia vào năm 25 tuổi và vẫn tiếp tục hành trình tu hành của mình cho đến hiện tại khi đã bước sang tuổi 53. Chính xác, bà đã sống một mình 28 năm. Vậy tại sao bà Sang Yi Doma lại chọn con đường xuất gia tu hành? Liệu bà ấy có cảm thấy cô đơn ở nơi vắng vẻ này không? Một ngày tại nơi hoang vắng này của bà sẽ trôi qua như thế nào? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Đây là một góc hẻo lánh của miền Trung Tây Tạng và có một ni viện tọa lạc tại đây. Rất ít người biết rằng trong tu viện này chỉ có 4 vị ni sư đang sống và tất cả họ đều tập trung vào việc tu tập và theo đuổi sự bình yên trong nội tâm. Mỗi ngày bà Sang Như Đô Ma thức dậy khi bình minh vừa ló dạng. Trước khi xuống giường, bà ấy sẽ cầu nguyện và đọc kinh một lúc, sau đó đun nước nóng để rửa mặt. Hàng ngày bà sẽ mang xô đi lấy nước thật sớm và quay trở lại ni viện để bắt đầu lễ nghi cúng dường tượng Phật. Sau nghi lễ, bà sẽ lau dọn sàn nhà thật sạch và tiếp tục chuỗi công việc hàng ngày của mình với việc hành hương. Bà cũng sẽ mang thức ăn cho những chú chó và mèo hoang này hàng ngày để nuôi chúng. Những chú chó mèo này đã đến đây từ lâu và được họ xem như một thành viên của ni viện. Chúng đã trở thành một phần cuộc sống của những ni sư nơi này, cùng họ chia sẻ sự yên bình và tĩnh lặng. Sau đó bà Sang Yi Doma sẽ bắt đầu pha trà và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Nơi đây rất yên tĩnh. Từ trong sân nhìn ra, có thể thấy được sông đã đóng băng và những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng xóa qua máy kính. 4 vị nữ tu ngồi cùng nhau và bắt đầu thưởng thức bữa sáng đơn giản của họ, chủ yếu được làm từ lúa mạch, rồi cùng nhau uống một tách trà. Sau khi cùng những đồng đạo dùng xong bữa sáng, bà Sang Yi Doma sẽ bắt đầu dọn dẹp sân của ni viện. Mỗi ngày bánh xe cầu nguyện cần được lau chùi
và trang chất bôi trơn cẩn thận để đảm bảo nó có thể hoạt động một cách bình thường, không bị gián đoạn. Có một vị khách hành hương đến ni viện đã hỏi bà Sa Nhi Đô Ma tại sao lại chọn con đường tu hành. Tuy nói rằng ở đây có đến 4 ni sư, nhưng có phải mỗi người vẫn chỉ đang chìm trong sự cô đơn của riêng mình hay không? Bà Sa Nhi Đô Ma đã trả lời rằng khi còn trẻ, mình từng mắc một căn bệnh liên quan đến tâm thần và thường xuyên cảm thấy đau đớn, bối rối. Mặc dù bác sĩ luôn nói rằng bà không bị bệnh gì cả, chỉ là sự đau đớn trong lòng bà vẫn còn đó, không giải thoát được. Bà bắt đầu tìm những phương pháp trị liệu khác để tìm kiếm sự thoải mái về tinh thần. Trong một lần tình cờ tiếp xúc với một quyển sách Phật giáo, bà quyết tâm xuất gia và gửi gắm niềm tin của mình vào Phật. Càng ngày bà Sang Yi Đô Ma càng cảm thấy tinh thần của mình ngày càng tốt hơn. Tôi không biết những vị ni sư kia như thế nào, nhưng riêng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, không hề cô đơn. Vị khách đã hỏi thêm rằng, nếu có cơ hội, liệu bà có muốn tìm một công việc trong xã hội không? Ví dụ trở thành một giáo viên hoặc bác sĩ, hay là vẫn chọn ở lại nơi này? Bà Sang Yi Đô Ma mỉm cười trả lời, nếu có đủ kiến thức, bà cũng có thể trở thành giáo viên hoặc bác sĩ. Cuộc sống ở đây rất bận rộn bởi có khá nhiều công việc cần làm mỗi ngày. Vì vậy bà không còn cảm thấy cô đơn nữa. Sáng nào bà Sa Nhi Đô Ma cũng dành 2 tiếng để đọc kinh cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Tuy rất ít người biết nơi đây có một tu viện, nhưng thi thoảng vẫn có người ngoài đến chiêm bái. Các ni sư rất hoan nghênh những người đến đây và dẫn họ đi tham quan ni viện, giới thiệu về lịch sử và văn hóa nơi đây. Một vài vị khách hành hương sẽ quyên góp một ít lương thực và trái cây, và các ni sư sẽ sử dụng những thực phẩm này để dự trữ, hạn chế tình trạng thiếu lương thực xảy ra. Đối với các loại trái cây và phô mai mọi người quyên góp, họ sẽ phơi hoặc sấy khô để có thể dự trữ được lâu hơn, tránh việc hư hỏng gây lãng phí thức ăn. Bà Sang Yi Đô Ma dẫn du khách đi thăm ngôi thiền thất cổ gần đó. Đây là một ngôi nhà nhỏ được xây bằng đá, và các vị ni sư đã sống ở đây trước khi ni viện được xây dựng. Họ đã từng thiền định tại ngôi nhà nhỏ này trong nhiều năm, và sau đó đã được các tổ chức địa phương xây dựng ni viện. Mặc dù đã chuyển đến ni viện mới, nhưng ngôi nhà nhỏ này vẫn là một nơi khó quên đối với bà Sang Yi Đô Ma. Sau khi dẫn du khách thăm ngôi nhà thiền, bà Sang Yi Đô Ma bắt đầu chuẩn bị bữa trưa từ các loại rau do người dân mang đến. Trong thời gian gần đây, họ đã có được một chiếc bếp ga, nên cuộc sống cũng trở nên thuận tiện hơn nhiều. Trước kia vẫn phải tự nhóm lửa để nấu nướng. Vì gần ni viện có một dòng sông băng ở độ cao 5.200m, nên thời tiết vẫn rất lạnh ngay cả trong mùa hè. Bà Sang Yi Đô Ma mỗi ngày đều đến đó để thiền sau buổi trưa. Buổi thiền thường kéo dài khoảng 1 giờ. Sang Yi Đô Ma chia sẻ rằng đây là cách để nội tâm của bà và Phật giáo giao tiếp với nhau. Điều quan trọng nhất là bà ấy đang cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Sau khi thiền định, bà Sang Yi Đô Ma sẽ dành thời gian dọn dẹp lại nơi này và dọn sạch rác trên sông băng, mang chúng đến ni viện để phân loại rác và xử lý. Buổi chiều bà Sang Yi Đô Ma sẽ trở lại ni viện để tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình. Vào mỗi đêm trước khi đi ngủ, bà sẽ cầu nguyện trong một khoảng thời gian, sau đó ngủ cùng chú mèo trong tay, kết thúc một ngày với lòng biết ơn và những lời cầu nguyện tốt đẹp gửi đến mọi người. Một cuộc sống như thế đối với người bình thường thực sự quá cô đơn và buồn chán. Nhưng niềm vui và hạnh phúc của những hành giả, những tỳ kheo ni ẩn cư là tìm được niềm tin và an ủi trong nội tâm từ Phật giáo, cầu nguyện bình an và sức khỏe cho chúng sinh. Ông lão tu hành nhập thất 50 năm trong hang động để thú tội vì trong quá khứ đã làm rất nhiều điều xấu. Đây là Baima Dorji. Ông là một trong số ít những hành giả tuyệt vời cuối cùng của kỷ nguyên này, khi được rất nhiều người biết đến với sự thực hành thiền định mạnh mẽ của mình. Những người đã từng gặp hoặc được biết đến ông đều nói rằng Baima Dorji là một người có nhiều khả năng thần bí. Dân làng nơi đây cũng chắc chắn rằng ông Baima Dorji có thể sử dụng sức mạnh thần bí của mình để bảo vệ mùa màng của mọi người khỏi những thảm họa thiên nhiên như tuyết hay mưa đá. Trước đó, ông Baima Dorji đã có khoảng thời gian dài 50 năm để một mình ẩn cư tu hành trong một ngọn núi thánh. Ông ấy rất khiêm tốn và hiếm khi xuất hiện để trả lời phỏng vấn, nên có rất ít thông tin về ông trên các phương tiện truyền thông. Hình ảnh hiếm hoi trên video này là lần xuất hiện đầu tiên và duy nhất của ông ấy. Video quý giá về cuộc phỏng vấn của ông Baima Dorji này là của một chàng trai đến từ một quốc gia phương Tây. Anh ấy đã cố gắng thuyết phục ông để cho mình ghi hình sau khi được nghe ông chia sẻ về tiền kiếp của mình. Bởi đây có thể xem như một thước phim tư liệu quý giá, truyền tải thông điệp tích cực đến mọi người.
Vị hành giả này đã kể lại rằng khi quán về tiền kiếp, ông đã nhìn thấy mình là một thợ săn và làm rất nhiều điều xấu xa chỉ với mục đích nuôi sống cả gia đình mình. Những sự việc của tiền kiếp lần lượt hiện ra trước mắt. Ông thấy mình đã đuổi bắt nhiều loài động vật, làm hại đến vô số sinh mạng và chia rẽ gia đình của chúng. Khi những con thú mẹ bị bắt và sát hại, để lại vô số con non dần cạn kiệt sức lực vì không có nguồn cung cấp thức ăn. Còn rất nhiều ác nghiệp mà ông Baima Dochi đã tạo ra trong kiếp trước khi dùng bạo lực để moi tiền của dân làng, đàn áp họ và thậm chí lấy mạng của họ. Ở kiếp này, ông ấy cũng dần nhận ra rằng hành động của mình trong tiền kiếp đã gây ra quá nhiều đau khổ cho tất cả chúng sinh. Điều này khiến ông ấy cảm thấy hối hận và vô cùng tội lỗi. Loài vật cũng như con người, dù ở tầng lớp nào đều có cảm xúc và cảm giác mưu cầu sự sống như nhau, cũng có cảm giác sợ hãi, đau đớn và sân hận khi bị cướp đoạt mạng sống. Thế nhưng sự tham lam để thỏa mãn nhu cầu của mình đã che lấp trí tuệ, khiến ông Baima Dochi trở nên tàn nhẫn. Vì muốn bù đắp những nghiệp ác mà mình đã gây ra ở kiếp trước, nên ông đã từ bỏ cuộc sống của một người bình thường và chọn con đường tu hành, thực hành thiền định và cầu phước cho chúng sinh để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Ông Baima Dochi nhận ra việc thực hành thiền định để có một trái tim nhân hậu của chính mình và mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh rất quan trọng. Vì thế, ông đã đến một hang động tách biệt với thế giới bên ngoài, một mình nhập thất tu tập trong 50 năm. Trong khoảng thời gian bế quan này, hàng ngày ông sẽ phải tự tìm thức ăn, cũng đối mặt với nhiều khó khăn thử thách. Nhưng bằng ý chí mạnh mẽ và kiên định của mình, ông đã dần dần vượt qua những thử thách ấy. Vấn đề khó khăn lớn đầu tiên trong quá trình tu tập mà ông phải đối mặt đó là vấn đề về nguồn thức ăn hàng ngày. Vì muốn tách biệt với thế giới bên ngoài để chuyên tâm tu hành, ông Baima Dochi chọn vị trí tu hành cách xa nơi ở của con người, nên không thể có được nguồn cung cấp thực phẩm thường xuyên. Trong điều kiện thiếu thốn này, ông phải tự mình học cách tìm kiếm thức ăn từ tự nhiên, sử dụng thực phẩm từ những loại thực vật hoang dã và cỏ cây để duy trì sự sống. Song song đó, ông cũng dùng thiền định để giảm bớt sự phụ thuộc vào thức ăn, học cách điều chỉnh trạng thái của cơ thể và tâm trí để đáp ứng sự khan hiếm của thực phẩm. Khó khăn thứ hai mà ông ấy phải đối mặt đó là những thử thách từ thời tiết do các thảm họa thiên nhiên xảy ra thường xuyên tại nơi này như bão tuyết hay mưa đá. Trên đỉnh núi này, thời tiết thường xuyên thay đổi đột ngột và vô cùng khắc nghiệt. Đôi khi trong cái lạnh cắt da cắt thịt của bão tuyết, ông Baima Dochi còn có thể gặp phải những cuộc tấn công của gấu hoặc bão tuyết. Nhưng ông không cảm thấy sợ và cũng không làm hại đến chúng. Nhờ trí tuệ và lòng từ bi của mình, ông đã tìm ra nhiều cách để giải quyết được những mối nguy hiểm tiềm tàng từ những loài thú hoang này. Trong khoảng thời gian 50 năm này, ông Baima Dochi đã trải qua vô số thử thách khắc nghiệt của cuộc sống và cả những thử thách trong nội tâm của mình. Tuy nhiên, đối mặt với những sai trái và lỗi lầm trong tiền kiếp của mình, ông đã không trốn tránh mà chọn cách dũng cảm đối mặt và chấp nhận, bởi Phật giáo không dạy chúng ta cách trốn tránh lỗi lầm mà phải đối diện, dùng nhận thức và trí tuệ cùng lòng từ bi để chuyển hóa, tạo ra sức mạnh từ lòng ăn năn sám hối để sửa chữa sai lầm. Ông Baima Dochi đã làm được như thế. Ông ấy đã bình tĩnh đối diện và suy ngẫm lại quá khứ, sửa đổi hành vi hiện tại và thái độ của mình đối với cuộc đời, để dần dần nuôi dưỡng tấm lòng từ bi và trí tuệ giác ngộ của mình. Trong những lời chia sẻ của mình, ông Baima Dochi đã nói với du khách rằng việc thực hành là rất quan trọng bởi cuộc sống này vô thường. Ông ấy nhận ra thực hành là sự thức tỉnh sâu sắc về cuộc đời và con người. Trong mỗi con người chúng ta luôn có xu hướng rơi vào sự kiên trì theo đuổi thế giới phù phiếm bên ngoài và dục vọng của chính mình mà bỏ qua vô thường và những thay đổi nhanh chóng của cuộc sống. Sau 50 năm nhập thất tu hành, ông Baima Dochi hiểu rằng mỗi người không có nhiều thời gian trong cuộc sống để lãng phí. Mọi giây phút nên được sử dụng để nuôi dưỡng lòng từ bi, trí tuệ và thức tỉnh từ trong trái tim của chính mình. Điều đặc biệt hơn là ông tin rằng đối với các học viên và những người vừa bắt đầu thiền định thì ngủ và thư giãn cũng nên là một phần của thực hành, vì tu tập là sự rèn luyện nội tâm liên tục, nó yêu cầu sự tỉnh táo và liên tục tập trung. Ý nghĩa của tử tu, theo ông Baima Dochi nghĩ là mọi thứ đều vô thường, bao gồm mọi hiện tượng của cuộc sống và thế giới. Những người muốn thực hành thiền trước tiên là phải cố gắng vượt qua khỏi sự chấp trước và thế tục, nhận ra sự vô thường của mọi hiện tượng và đối xử với tất cả chúng sinh bằng trí tuệ và lòng từ bi. Ông Baima Dochi nói rằng, việc tu tập không chỉ là tu thân mà còn để giúp người khác thoát khỏi đau đớn và khổ nạn trong đời, đưa họ đến giải thoát và hạnh phúc. Sau những giây phút chia sẻ về suy nghĩ và kinh nghiệm của mình, ông Baima Dochi cũng khiêm tốn nói với chàng trai đang phỏng vấn mình rằng
ông không còn nhiều điều để nói, bởi ông chỉ là một ông lão già nua, không có trình độ cao. Ông không từng được học nhiều kiến thức. Những gì ông nói, đó chỉ là những chia sẻ xung quanh cuộc sống của mình. Những gì ông đã nhận ra sau quá trình hơn 50 năm nhập thất. Tuy nhiên, ông rất muốn từng ngày được đến gần với sự giác ngộ hơn. Mặc dù ông Baima Dochi đã già, nhưng vẫn miệt mài trên con đường tu tập để mong tiến gần hơn với cõi giác ngộ. Vào tháng 1 năm 2014, ông Baima Dochi đã từ giã cõi trần. Thân xác ông nằm yên lặng trang nghiêm, khuôn mặt điềm tĩnh như đang ngủ, nhưng tinh thần của ông sẽ sống mãi trong lòng mọi người. Ông Baima Dochi đã chọn nhập thất 50 năm để có thể rửa sạch tội lỗi của lòng tham từ tiền kiếp và dùng sự từ bi trí tuệ của mình để tiếp tục dẫn dắt mọi người tiến về phía trước. Vị hành giả tuyệt vời này tựa như ánh sáng trên con đường tu tập của những thiền sinh khác để họ theo đuổi sự hài hòa nội tâm, trí tuệ và lòng trắc ẩn trong cuộc sống của họ. Chú mèo kỳ lạ đi tu và mỗi ngày đều cầu nguyện với Đức Phật. Không ai có thể ngờ rằng chú mèo này lại một lòng hướng Phật và sống cuộc sống như một nhà sư. Mỗi khi nghe tiếng chuông, nó sẽ chạy vào thiền đường đúng giờ và bắt đầu ngồi trên chiếu, hai chân nhỏ đặt ngay ngắn nghiêm trang trước mặt. Chú mèo Phật tử lúc nào cũng sẽ chăm chú nhìn vào tượng Phật như đang cầu nguyện. Có khi nó còn nhắm mắt lại, giữ yên một tư thế rất lâu, không nhúc nhích như thể đang thiền định. Điều đáng kinh ngạc hơn là nó không bao giờ ăn cá thịt, mà chỉ ăn đồ chay như một Phật tử chân chính. Tất cả những người trong thành phố đến chùa đều ngạc nhiên khi thấy một nhà sư mèo xuất hiện ở đây. Biểu hiện và hành động của nó làm cho mọi người đều nghĩ rằng chú mèo này là một vị tu sĩ lỗi lạc ở kiếp trước. Không giống với những tôn giáo khác, Phật giáo khẳng định tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả đều có thể thành Phật, bởi thế giới này tạo ra không chỉ để cho riêng con người được thụ hưởng lợi ích. Theo quy luật nhân quả, tùy theo nghiệp đã tạo mà con người có thể tái sinh thành động vật và ngược lại. Động vật cũng có thể tu hành tích nhiều phước báu để kiếp sau được làm người. Và chú mèo này cũng là một mắt xích trong quy luật tái sinh. Vị trụ trì tại một ngôi chùa ở Hàn Quốc đã kể cho mọi người nghe về nguồn gốc, sự xuất hiện của chú mèo trong ngôi chùa này. Cách đây 4 năm, ông tìm thấy một con mèo đang run rẩy trong Phật đường. Khi đó, nó đang bị bỏng nặng với hơi thở thoi thóp. Vì động lòng thương xót nên ông quyết định đưa nó về nuôi và đặt pháp danh cho nó là Giải Thoát. Vị trụ trì còn dạy cho chú mèo 3 giới luật trong chùa, đó là không được làm ồn, không được ăn thịt và không được sát sinh. Vốn dĩ ông chỉ vô tình dặn dò, nhưng không ngờ chú mèo Giải Thoát dường như có linh tính hiểu được lời ông nói. Từ đó về sau, nó thật sự không bao giờ vi phạm các điều răn dạy của trụ trì. Một số người vì không tin, muốn kiểm tra xem Giải Thoát có thực sự không ăn thịt như lời các nhà sư nói hay không, nên đã đặt chân gà và cá trước mặt nó. Mèo vốn là loài động vật ăn thịt, thậm chí trong môi trường hoang dã, bản năng săn mồi của chúng sẽ càng thể hiện rõ ràng hơn. Hơn nữa, đây đều là thức ăn loại ngon, ngay cả những người bên cạnh khi nhìn thấy cũng không ngăn được cảm giác thèm thuồng. Nhưng Giải Thoát vẫn không hề lay động. Khi các sư phụ đưa thức ăn tới gần miệng, nó sẽ lập tức quay đầu sang chỗ khác. Nếu cứ tiếp tục bị yêu cầu phải ăn, nó sẽ chạy đi trong nháy mắt. Như muốn nói, hành động ăn thịt loài vật khác quả thật là man dợ. Điều này khiến trụ trì rất vui mừng. Những người đến lễ chùa cũng không ngừng vỗ tay khen ngợi. Trụ trì nói rằng, chú mèo này cũng ăn chay như các Phật tử khác mà không bao giờ ăn thịt cá. Ngay cả khi có một chút mùi tanh lẫn vào thức ăn chay thì nó cũng không ăn, chỉ ăn những đồ không có mùi khó chịu. Mỗi ngày Giải Thoát đều ở trong thiền đường vài giờ, chuyên tâm lễ Phật. Nếu lúc này có người đến nói chuyện, nó cũng không nhìn mặt họ, chỉ lặng lẽ vẫy đuôi như muốn thông báo rằng mình đang tập trung tu hành, không muốn người khác quấy rầy. Mãi khi đến giờ ăn tối, trụ trì đến phòng thiền gọi nó thì nó mới miễn cưỡng rời đi. Mỗi khi chùa bắt đầu tụng kinh, mèo Giải Thoát cũng nghe theo lời dạy của trụ trì rằng phải giữ im lặng. Vì thế, nó không hề kêu lên tiếng nào mà nằm im phủ phục trên tấm nệm, hai chân trước đặt ngay ngắn trước mặt, cúi đầu trước tượng Phật trông giống như đang bái lạy Phật tổ. Món ưa thích nhất của nó chính là canh miso. Mỗi khi được vị trụ trì cho ăn, mắt nó đều long lanh, thậm chí là dưới nước mắt
khiến ông cũng không thể hiểu được hiện tượng kỳ lạ này. Có thể chú mèo giải thoát đang cảm động rơi nước mắt trước ơn cứu mạng của trụ trì, cũng có thể vì nó đã thực sự tu được tấm lòng đại từ bi. Nhiều người cũng đặt ra câu hỏi rằng liệu động vật có thể hiểu được Phật Pháp hay không? Tất nhiên, vì chúng không có cấu trúc não bộ như con người, nên không thể suy nghĩ, hiểu biết giống như con người. Nhưng có thể khẳng định một điều rằng, động vật có thể cảm nhận được năng lượng từ bi, bao dung, chăm sóc, trời che của con người dành cho chúng. Có thể chú mèo này hiểu được sự yêu thương của các sư phụ, nên cũng làm theo những gì các vị sư phụ làm. Thỉnh thoảng giải thoát lại ra sân ăn cỏ một cách ngon lành, như thể mình là một loài động vật ăn cỏ. Đây là một trong những thói quen của loài mèo. Đôi lúc nó cũng nghịch ngợm chơi đùa với những con vật nhỏ trên cỏ, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm hại chúng, bởi vì ân nhân đã từng dặn dò giải thoát. Điều mà những người biết đến chú mèo này vô cùng thắc mắc là theo thói quen, liệu giải thoát có lén các sư thầy bắt chuột hay không? Có một lần người trong chùa nghe thấy tiếng kêu meo meo, đi tới gần thì thấy nó đang giẫm một con chuột bằng cả hai chân. Động tác nhẹ nhàng, có vẻ như chỉ muốn nhờ người mang con chuột phá phách đi khỏi đây. Suốt từ khi vào chùa, giải thoát thực sự không bao giờ làm hại bất kỳ động vật nào, dù là một con ruồi hay con muỗi nhỏ, nó sẽ chỉ lặng lẽ chờ đợi chúng bay đi. Dường như nó hiểu được từ những kinh điển Phật giáo rằng sát sinh là một giới cấm, bởi căn bản những động vật này đều giống như nó, đều yêu quý sinh mạng và không muốn bị sát hại. Ngày càng có nhiều người biết đến sự tồn tại của chú mèo đáng yêu này. Nó được xem như một thành viên không thể thiếu của ngôi chùa. Sự kiên nhẫn và dùng đạo của giải thoát khiến mọi người vô cùng thán phục. Thậm chí có nhiều người còn cho rằng nó xứng đáng hơn nhiều người. Nhiều thành phần lợi dụng đức tin và tín ngưỡng để trục lợi, chú tâm không thực sự bình an. Bởi Phật giáo chủ trương rằng trong tất cả muôn loài thì loài nào cũng mang yếu tố tròn đầy sáng suốt của bản thể. Đến khi vô minh diệt hết, bản tính trở nên thanh tịnh thì loài mèo vẫn có thể trở thành Phật. Vậy nên các Phật tử cũng rất tôn trọng chú mèo giải thoát, nên khi đến chùa đối xử với nó một cách chân thành, lịch sự và dịu dàng. Tuy không thể gọi là thành kính như các vị chư tăng, nhưng cũng có một sự tôn trọng nhất định với chú mèo đáng yêu này. Một số người còn rất thích chơi và nói chuyện với giải thoát. Tất nhiên là nó không thể nói chuyện và chia sẻ như con người, nhưng nhìn cách chú mèo chậm rãi, nhẹ nhàng với dáng bộ đáng yêu lắng nghe, ai nấy đều thấy bình an hơn. Thậm chí nhiếp ảnh gia đến đây còn xin mèo giải thoát tặng mình một nụ hôn, nhưng lần nào nó cũng đáp lại bằng một ánh mắt, có lẽ nói rằng bản thân là người xuất gia tu hành, xin vị nhiếp ảnh gia hãy tự trọng. Nhưng nếu đó là yêu cầu của trụ trì thì nó lại sẵn lòng làm theo. Điều này khiến ai nấy đều bật cười. Cuộc đời của chú mèo giải thoát đã trở thành một tấm gương tu hành Phật giáo. Nó luôn thể hiện lòng biết ơn đối với vị sư trụ trì, ngoan ngoãn làm theo những lời sư phụ nói, không hề phá phách, thật giống như một đứa trẻ ngoan. Điều kỳ lạ là mỗi lần đứng trước tượng Phật, nó chỉ thể hiện ra vẻ mặt và ánh mắt vô cùng bình yên. Có lẽ chú mèo này giống như tên gọi của nó, giải thoát. Đó là một thành quả tích cực mà nó có được trong những năm qua. Chú mèo thông minh đã tồn tại như một minh chứng rằng vạn vật đều có Phật tánh, không phân biệt là người hay động vật. Cô gái xinh đẹp nhất vùng tu hành trong túp lều nhỏ suốt 4-5 năm và trở thành huyền thoại. Ở Nepal, có một người phụ nữ tu hành đã 4-5 năm. Đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, bà ấy đồng ý cho một người lạ mặt đến thăm và cùng chia sẻ về câu chuyện của mình. Vị khách này may mắn đã được nhìn thấy người được mệnh danh là huyền thoại của ngôi làng này qua một khung cửa sổ nhỏ. Người phụ nữ này tên là Nga Wang Pema. Bà là một ni sư đã có rất nhiều năm tu hành tại vùng đất Nepal này. Những vị lão làng trong khu vực này đã kể lại rằng khi còn trẻ, bà Nga Wang Pema lọt vào mắt xanh của nhiều trai làng vì ngoại hình như tranh vẽ và sự dịu dàng của bà. Bà ấy được mệnh danh là mỹ nhân xinh đẹp nhất vùng. Vì thế cho nên nhiều chàng trai giàu có trong vùng luôn mong ước có thể chinh phục và cưới bà làm vợ. Cuối cùng, một doanh nhân giàu có nhất vùng đã sử dụng quyền lực để ép gia đình bà đồng ý gả cho hắn. Tuy nhiên, bà Nga Wang Pema không lựa chọn cuộc sống giàu có xa hoa, mà chỉ một lòng muốn tu hành nên đã tìm cách trốn chạy. Khi được tên doanh nhân rước về nhà, bà đã bất chấp nguy hiểm chui qua một lỗ nhỏ trên nhà vệ sinh cạnh vách đá để tìm đường rời khỏi nơi này.
Không còn nơi để chạy trốn, con đường duy nhất là đi thông qua đường hầm phân trong nhà vệ sinh. Nếu như là một người bình thường, có lẽ không ai can đảm để vượt qua thử thách này. Nhưng bà Ngawampima thì khác. Không chút do dự, bà từng bước qua vũng chất thải hôi thối của nhà vệ sinh để thoát khỏi sự truy đuổi của người chồng giàu có kia. Và sau đó tìm đường đến một tu viện, xin xuất gia làm nữ tu và bắt đầu hành thiền. Bà Ngawampima đã dành cả tâm trí của mình để tập trung vào thiền định. Cho đến một ngày, bà đã có một quyết định lớn nhất đời mình là rời khỏi tu viện. Một mình đến túp lều này và bắt đầu một cuộc nhập thất vô thời hạn. Cho đến nay đã kéo dài 45 năm. Trong suốt thời gian dài 45 năm, bà đã kiên trì sống trong túp lều nhỏ này và không bao giờ rời khỏi đó. Trong suốt nhiều thập kỷ, bà Ngawampima đã thiền định và cầu nguyện cho tất cả chúng sinh được phước lành. Mặc cho sự thay đổi của thời gian, sau 45 năm nhập thất, vẻ đẹp của bà Ngawampima không đơn thuần chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là vẻ đẹp của ánh sáng toát ra từ bên trong tâm hồn. Trong túp lều nhỏ này, bà tìm thấy được bình an từ nội tâm và sức mạnh của trí tuệ, vượt lên những cám dỗ và lòng tham thế gian. Bà Ngawampima đã trở thành một tấm gương sáng cho các học viên. Nhưng có mấy người bỏ qua hết những tham vọng mà làm được như bà. Những người dân nơi đây luôn truyền tay nhau câu chuyện về lòng dũng cảm và quyết tâm của bà để truyền cảm hứng đến mọi người. Bà Ngawampima cũng được người dân hết mực tôn kính và đã trở thành một huyền thoại tại địa phương. Mỗi du khách khi đến đỉnh Everest đều được nghe nhắc đến bà. Thậm chí những người dân nơi đây còn dẫn họ đến túp lều của bà để có thể tỏ lòng tôn kính, tụng kinh cầu phước lành hay đi quanh lều để cầu nguyện và còn làm rất nhiều việc khác. Một điều đặc biệt trong suốt khoảng thời gian dài bà nhập thất là ngoại trừ những người đến cung cấp lương thực, chưa ai từng được nhìn thấy bà. Cũng không ai có cơ hội quay phim hay phỏng vấn, bởi bà Ngawampima sống cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của bà suốt bao năm qua chỉ tập trung vào việc thực hành tâm linh và thiền định. Mãi cho đến một ngày, có một đoàn làm phim tài liệu đã đến khu vực đỉnh Everest. Họ đã nghe dân làng kể về một vị ni sư huyền thoại tu hành nơi túp lều hoang vắng trong suốt 45 năm. Câu chuyện này đã khơi dậy sự quan tâm mạnh mẽ của đoàn phim. Họ hy vọng được gặp mặt vị ni sư này và ghi lại câu chuyện của bà như một cách truyền cảm hứng cho mọi người. Và may mắn rằng họ đã nhận được sự đồng ý của bà Ngawampima. Một vị khách trong đoàn làm phim chia sẻ rằng khoảnh khắc cửa sổ nhỏ mở ra, anh đã nhìn thấy một hình ảnh mang lại cho anh ấy ấn tượng sâu sắc không bao giờ quên. Một người phụ nữ thân thiện và niềm nở bước ra chào mọi người. Mặc dù bà ấy đã trải qua một thời gian dài bế quan trong túp lều không gặp một ai, nhưng bà không hề tỏ thái độ rụt rè. Thay vào đó, bà Ngawampima cho người đối diện cảm giác những đức tính tốt và lòng trắc ẩn đều hiện hữu trên khuôn mặt bà. Sau khi chào hỏi mọi người, bà quay vào trong lều lấy một hộp bánh quy, sau đó mỉm cười mời những vị khách này. Sau khi biết được mục đích của cuộc viếng thăm lần này, bà Ngawampima đã chia sẻ rất nhiều điều. Bà luôn nói chuyện với họ bằng ánh mắt ấm áp, thể hiện sự yêu mến và quan tâm với du khách. Qua lời nói và hành động, mọi người có thể ngay lập tức cảm nhận được sự từ bi và trí tuệ từ sâu thẳm trong trái tim của bà. Những kinh nghiệm tâm linh, hành trình tu tập cùng cuộc sống hàng ngày của mình được bà Ngawampima chia sẻ với du khách một cách nhiệt thành và cởi mở. Qua câu chuyện có thể thấy, hành trình tu tập của bà Ngawampima đầy khó khăn và những thử thách, nhưng bà vẫn kiên trì cho đến cuối cùng để đạt được sự thăng hoa của trái tim và mong cầu cho nền hòa bình của Vương quốc Nepal. Câu chuyện huyền thoại này đã truyền cảm hứng cho mọi người để theo đuổi tự do tinh thần và vượt ra ngoài cõi trần. Điều này đã chạm sâu vào trái tim khán giả và thu hút được sự chú ý trên toàn thế giới. Bà Ngawampima dường như đã trở thành lịch sử và di sản văn hóa của vùng đất này. Một vị thiền sinh sau khi nghe những lời chia sẻ của bà Ngawampima đã rưng rưng nước mắt vì cảm động. Anh ấy nói rằng bà đã thực hiện được hết những gì mà anh ấy muốn làm trong đời. Anh muốn được như bà Ngawampima, sống tu hành ẩn dật, nhưng rất tiếc là vị sư phụ của mình chưa cho phép. Vì thế, anh thường tìm một nơi có môi trường gần gũi với thiên nhiên để thiền định. Vị thiền sinh này thường đến một khu rừng bên hồ và cảm thấy rằng sự hùng vĩ và bí ẩn của những ngọn núi rất có sức hút đối với mình. Anh ấy nói với bà Ngawampima rằng anh luôn khao khát được nhập thất trên một ngọn núi vì nó giống như là một ngôi nhà thực sự. Bà Ngawampima đã không lãng phí cuộc đời của mình.
và điều đó khiến anh cảm thấy rất ngưỡng mộ và quyết tâm tu tập, cố gắng làm theo tấm gương của bà ấy. Không chỉ có anh mà còn rất nhiều thiền sinh khác mong cầu điều này. Tuy nhiên, vào ngày 19 tháng 11 năm 2012, bà Ngawam Pema đã qua đời vì một căn bệnh. Cơ thể của bà vẫn đặt trong túp lều và không một ai được chạm vào, chỉ trừ một người bảo vệ và một vị tỳ khưu khác theo di nguyện của bà. Phải mất 7 ngày sau, những người khác mới có thể tự vào để kiểm tra. Trong những ngày cuối đời của bà Ngawam Pema, rất nhiều người dân đã đến túp lều của bà Ngawam Pema, mong rằng được một lần nhìn thấy gương mặt của bà ấy ngoài đời thực và xin những lời chỉ dạy cuối cùng của bà để có thể tìm được bình yên qua việc nhập thất. Tuy đây chỉ là một túp lều nhỏ, nhưng luôn là nơi tồn tại một lực hấp dẫn vô hình từ bà Ngawam Pema với các học viên thiền định. Chúng ta đã từng không tin rằng con người có thể đến mặt trăng, nhưng cuối cùng con người đã làm được. Và chúng ta có thể không tin những vị thiền sư này đã đạt được giác ngộ trong đời, nhưng cuối cùng họ đã đạt được. Như lời một vị thiền sư nổi tiếng đã nói, dù bài hát có hay đến đâu, nhưng đối với những người không hiểu được ý nghĩa của nó, thì đó cũng chỉ xem là một giai điệu. Nhà nhân chủng học phương Tây lần đầu đến Nepal thiền và bật khóc. Đây là Wade Davis, một nhà nhân chủng học người Canada, đã tham gia một buổi thiền định đầu tiên trong đời mình tại một ngôi đền ở Nepal. Khi dần đi sâu vào trạng thái thiền định, anh ấy bắt đầu bật khóc. Vị thiền sư hướng dẫn cho anh đã nói rằng có rất nhiều người cũng khóc khi ngồi thiền lần đầu tiên, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia phương Tây. Liệu đây có phải là sự trùng hợp? Lý do gì đã khiến họ khóc trong lần thiền đầu tiên này? Đừng quên xem hết video của chúng tôi ngày hôm nay. Sheridan Chung, vị y sư được nhiều người kính trọng. Người đàn ông này đã thiền tại một hang động ở Nepal trong suốt hơn một tháng qua. Tên của ông ấy là Sheridan Chung, một vị bác sĩ người Tây Tạng được người dân địa phương vô cùng kính trọng. Họ xem ông như hoa đà tái thế bởi ông là một bác sĩ rất giỏi và có tâm trong việc chữa bệnh cứu người. Do y học Tây Tạng gắn bó rất mật thiết với Phật Pháp, nên khái niệm y đức rất được coi trọng và mang đậm màu sắc tôn giáo. Hệ thống y học hiện đại của chúng ta có thể hoặc không đặt nặng mối liên hệ giữa y đức với trình độ chữa bệnh. Nhưng ở Tây Tạng, khi chọn bác sĩ, người ta sẽ chú trọng rất nhiều đến vấn đề y đức, còn hiểu biết và trình độ y thuật là thứ yếu. Những người dân ở đây tin rằng, khi bác sĩ phát nguyện cứu khổ chúng sinh, lòng từ bi rộng mở thì những phương thuốc bình thường cũng hiệu nghiệm hơn rất nhiều so với những người giỏi y thuật nhưng tâm địa không thiện. Do đó, đối với một bác sĩ tại Tây Tạng, trí tuệ và lòng từ bi phải được chú trọng như nhau. Và Sheridan Chung là một vị bác sĩ có cả hai yếu tố này. Cha của ông cũng là một vị thiền sư tuyệt vời, và Sheridan Chung được thừa hưởng rất nhiều đức tính quý giá từ cha của mình. Xuất thân từ một nhà trí thức trẻ, ông đã trở thành một vị sư tài năng và có nhiều đóng góp cho xã hội. Bởi Sheridan Chung được đào tạo chuyên sâu và rất bài bản về chuyên ngành của mình. Bên cạnh đó, ông cũng đã dành nhiều thời gian và công sức cho việc thực hành thiền định. Sheridan Chung đã có 7 năm để chăm chỉ học hành trong môi trường khó khăn và chuyên nghiệp, trong đó có 1 năm dành cho việc thiền định. Tuy thời gian 1 năm so với những thiền sư là khá ngắn ngủi, nhưng mọi người cho rằng có lẽ đây mới chỉ là mở đầu cho con đường tu tập. Cho đến hiện tại, mỗi năm ông đều dành ra 1 tháng để thiền trong hang động này. Khoảng thời gian còn lại trong năm là dành để hành y cứu người. Từ năm 2001 đến năm 2006, bác sĩ Sheridan Chung đã sống tại một ngôi làng hẻo lánh ở Nepal để khám và chữa bệnh miễn phí cho rất nhiều người dân nơi đây. Danh tiếng của ông được lan truyền khắp vùng, ngay cả những người dân khu vực lân cận cũng đến gặp ông để thăm khám và chữa bệnh. Mặc dù cuộc sống nơi đây còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng ông ấy vẫn cố gắng tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân mỗi ngày. Không giống như những bác sĩ bình thường khác, Sheridan Chung được mọi người yêu mến bởi sự dịu dàng và thái độ ân cần quan tâm đến bệnh nhân. Ông luôn kiên nhẫn lắng nghe bệnh tật của họ, chẩn đoán thật chi tiết và đưa ra phương án xử lý phù hợp nhất. Những bệnh nhân nơi đây không chỉ xem Sheridan Chung như một vị bác sĩ y đức, mà còn là niềm an ủi, động viên giúp họ có thêm hy vọng và can đảm vượt qua bệnh tật. Nhà nhân chủng học bật khóc khi lần đầu thiền tại Nepal. Đây là Wade Davis, ông là một nhà nhân chủng học, nhà văn kiêm nhiếp ảnh gia người Canada. Ông là một tác giả nổi tiếng với quyển sách
The Serpent and the Rainbow, bán chạy nhất năm 1985, viết về những thây ma ở Haiti. Trong quyển sách này, có một phần giả thuyết về xác sống ở Haiti hiện vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Vì để làm rõ giả thuyết này, Davis quyết định thực hiện một cuộc hành trình lên đỉnh núi Himalaya với hy vọng có thể tìm thấy câu trả lời trên vùng đất bí ẩn này. Đây được xem là một hành trình tâm linh lớn và sâu sắc nhất của ông. Tại vùng đất Nepal, ông rất may mắn đã được làm quen với bác sĩ Sheridan Chung. Họ có vẻ rất hợp nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết. Một lần Sheridan Chung đưa ra một đề nghị với người bạn của mình là hãy để ông được bắt mạch và kiểm tra sức khỏe cho Davis. Với kỹ năng chuẩn đoán một cách tuyệt vời, ông bắt đầu chạm nhẹ đầu ngón tay vào cổ tay Davis và lắng nghe từng nhịp đập để có thể phát hiện những thay đổi tinh tế trong từng nhịp và đưa ra phán đoán chính xác. Sau một thời gian bắt mạch, Sheridan Chung đã nói với Davis rằng mặc dù ông ấy có vẻ rất khỏe mạnh, nhưng có phải những giấc ngủ của ông lại không được tốt? Liệu có điều gì đó làm Davis cảm thấy lo lắng? Davis hơi ngạc nhiên sau khi nghe câu nói này, bởi vì ông ấy chưa từng chủ động chia sẻ về chuyện riêng tư của mình và những vấn đề lo lắng khiến ông mất ngủ cho bất kỳ ai. Tại sao Sheridan Chung lại có thể biết được điều đó? Lúc này, Sheridan Chung tiếp tục giải thích về tâm trạng của mỗi người. Giữa trạng thái vật chất và trạng thái tinh thần đều có một mối quan hệ gắn bó không thể tách rời. Chúng đan xen vào nhau một cách phức tạp, gây ảnh hưởng lẫn nhau và cùng nhau xác định tình trạng thể chất chung của một người. Với niềm xúc động sâu sắc, Davis xác nhận những gì vị bác sĩ này nói đều đúng sự thật và nói rằng ông ấy đang phải đối mặt với một số căng thẳng và lo lắng. Những cảm xúc này luôn tồn tại trong ông và gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Davis cũng bày tỏ rằng hiện tại mình rất cần một cảm giác bình yên. Với thái độ ôn hòa, Sheridan Chung nhắc nhở Davis là ông cần phải được nghỉ ngơi và có thể tìm cảm giác bình yên bằng con đường thiền định. Theo gợi ý của người bạn này, Davis đã cùng Sheridan Chung tìm đến một tu viện tại địa phương. Sheridan Chung đã giới thiệu ông với các vị tu sĩ ở tu viện và nhờ một nhà sư lỗi lạc tại đây hướng dẫn Davis làm quen với thiền. Vị bác sĩ này đã dẫn Davis tham quan phòng thí nghiệm khoa học thiền bên trong tu viện. Trong phòng thí nghiệm này, những nhà khoa học đang trong tiến trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa thiền định và hoạt động của não bộ. Vài ngày sau khi Davis được vị thiền sư trong tu viện hướng dẫn, Sheridan Chung cũng đã bắt đầu cùng ông có buổi thiền đầu tiên. Họ ngồi khoanh chân trong một căn phòng yên tĩnh. Davis cố gắng thư giãn, tập trung vào hơi thở và sự bình an nội tâm. Và dần dần, ông rơi vào trạng thái thiền sâu. Lúc này, những giọt lệ từ khóe mắt ông bắt đầu trào ra. Sheridan Chung bên cạnh đã giải thích rằng hiện tượng này cũng xảy ra ở nhiều người khác khi họ bắt đầu thiền định lần đầu tiên. Điều này do tác dụng của thiền là để giữ cho mọi người bình tĩnh. Sự bình tĩnh là chìa khóa dẫn đến bản chất thật của mọi thứ thiên kiến. Khi những sự việc chỉ được nhìn thấy và phán xét nghiêng về một phía, thì lúc này tâm của bạn sẽ như mặt hồ trong bầu trời lộng gió. Gió thổi làm cho mặt hồ gợn sóng, khiến ta không thể nhìn thấy đáy. Nhưng nếu những gợn sóng này được làm dịu đi, thì dòng nước hồ sẽ trở nên trong vắt. Vì thế, khi bạn đi sâu vào trạng thái thiền định, một cảm xúc nguyên thủy sẽ xuất hiện, khiến bạn không thể kiềm nén được cảm xúc. Sau lần đầu thiền định này, Davis đã có một trải nghiệm sâu sắc. Ông nhận ra rằng chúng ta thường sống trong cơn lốc chạy đua với thời gian. Những tiêu chí xác định thành công là những tiêu chí thuộc về thế giới vật chất. Nhưng đối với các nhà sư, đây là bản chất của sự vô minh. Những nhà sư tu hành chân chính sẽ nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những thứ trong cuộc sống này đều trở nên mục nát và biến mất khi ta không còn sống trên cõi đời này. May mắn của Davis là tìm được một người có thể chia sẻ và hướng dẫn cho ông đến con đường thiền định, giữ bình an trong nội tâm chứ không cần thể hiện ra bên ngoài. Tâm linh cuộc sống cũng tin rằng các bạn sẽ làm được điều này. Có rất nhiều điều trong cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự nhận ra trạng thái tâm trí của mình và thay đổi chúng theo hướng tốt hơn. Đây là điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.